Bạn đang ngồi trên ghế và thắt dây an toàn giữa không gian rộng lớn hun hút. Trái đất ngày càng xa dần. Xung quanh bạn là những cái nút gạt và phím điều khiển để giúp chiếc phi thuyền được an toàn. Bạn và hai phi hành gia khác đang làm việc chăm chỉ trong buồng điều khiển. Bên ngoài cửa sổ, bạn nhìn thấy vài khối thiên thạch bay vút qua. Xa xa là những vì sao cùng các hành tinh. Bạn sắp trở thành một trong những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Bạn phải cân nhắc tất cả các bước một cách kỹ lưỡng, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối. Ví dụ như đâm vào một tiểu hành tinh đang bay, hoặc lạc lối trong vũ trụ mà không có cách nào về đúng hướng. Nghiên cứu cho thấy rắc rối đã xảy ra với khoảng 1/3 số lần hạ cánh trên mặt trăng. Bạn sẽ cần một chiếc tên lửa đặc biệt di chuyển với vận tốc hơn 40.000 km/h để đi đến mặt trăng. Khi đã đi vào quỹ đạo của mặt trăng, phi thuyền có thể tự tách ra khỏi tên lửa, lái về phía bề mặt của mặt trăng và hạ cánh. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng việc tính toán để hạ cánh chính là nguyên nhân khiến hoạt động đưa con người lên mặt trăng từng là một ý tưởng có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng các nhà khoa học đã giải quyết được vấn đề này bằng cách nghiên cứu và quan sát các chuyến bay của trực thăng. Trong khi máy bay cần tăng tốc để cất cánh, thì những cánh quạt lớn trên trực thăng tạo ra một lực đẩy đủ mạnh để phương tiện này bay lên. Về cơ bản, nó phải quay với lực phù hợp để nâng trọng lượng của chính nó khỏi mặt đất. Cùng với đó, chúng ta còn phải xem xét cả tương tác hấp dẫn đang kéo ghì mọi thứ xuống. Lực hấp dẫn của trái đất là 9,81m trên giây bình phương. Trên mặt trăng, nó chỉ là 1,6m trên giây bình phương. Hiện tại, chúng ta đã tìm ra cách để hạ cánh trên trái đất, nhưng còn việc đặt chân lên một bề mặt không hỗ trợ bạn làm điều đó thì sao? Quy trình này phải bao gồm 3 bước: thực hiện mọi nghiên cứu và phép toán cần thiết để tính ra các điều kiện thích hợp, sử dụng phương tiện thử nghiệm để thực hành, và sử dụng thiết bị mô phỏng bay để bắt chước các điều kiện của bầu khí quyển mặt trăng. Chúng ta không thể tham khảo cách hạ cánh của trực thăng vì lực hấp dẫn mới là yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, phi thuyền và trực thăng cũng có vẻ ngoài chẳng giống gì nhau. Người ta cần tạo ra một phi thuyền có trọng lượng bằng 5/6 trọng lượng của phi thuyền thật. Vì lực hấp dẫn trên mặt trăng yếu hơn trên trái đất, nên việc lái phi thuyền trong điều kiện như vậy mang tính sống còn trước khi thực hành ngoài thực tế. Các nhà khoa học của NASA quyết định sử dụng một nhà chứa cần cầu để nâng tàu vũ trụ bằng dây cáp trong khi mô phỏng chuyến bay và hoạt động hạ cánh. Nó giống như các cảnh phim hành động khi người ta buộc cáp vào cơ thể diễn viên đóng thế vậy. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để biết được bạn có thể hạ cánh trên mặt trăng khi không có dây cáp an toàn hay không. Phi thuyền cần được di chuyển hoàn toàn tự do. Thế là các nhà khoa học lại phải nghiên cứu tiếp. Khi chuẩn bị từ bỏ thì người ta lại nghĩ ra một ý tưởng thiên tài, đó là mô phỏng điều kiện hạ cánh trên mặt trăng bằng cách lắp quạt phản lực có thể tháo rời vào đáy phi thuyền nhằm tạo một lực đẩy liên tục hướng lên trên. Bằng cách này, các nhà khoa học có thể lên một kịch bản mà trong đó trọng lượng của phi thuyền chỉ bằng 5/6 cân nặng của nó trên trái đất và sẽ không có dây cáp an toàn để giữ nó lại. Nhưng sau nhiều lần thử và sai, thì cách duy nhất để biết được liệu việc hạ cánh trên mặt trăng có khả thi hay không chính là thực hiện điều đó trên thực tế. Vậy là hiện tại bạn cùng đội ngũ đang ở rất xa trái đất và nhìn thấy mặt trăng qua cửa sổ. Từ đây, trông nó lớn hơn rất nhiều so với khi bạn đứng ở trái đất. Bề mặt của nó chiếm trọn cả cửa sổ, nhưng việc hạ cánh không hề dễ dàng. Con tàu vũ trụ phải đi xung quanh mặt trăng để xác định thời điểm hạ cánh tốt nhất. Và đừng lờ nhé, bạn có cả một đội để cùng nhau đáp xuống thiên thể này cơ mà. Sau khi thực hiện vô số lần kiểm tra và đo đạc, thì việc xác định địa điểm và thời gian hạ cánh có thể lên tới 24 giờ. Và một khi bạn có được những thông số tốt nhất, thì phi thuyền chính sẽ tách khỏi phi thuyền quỹ đạo và di chuyển xuống bề mặt mặt trăng. Đây là lúc vật lý học trực thăng phát huy nhập cuộc. Máy bay trực thăng cần nghiêng ít nhất 5 độ để di chuyển về phía trước sau khi bay khỏi mặt đất. Việc đi lùi cũng thế. Tuy nhiên, lực hấp dẫn đã hỗ trợ chúng ta trong quá trình này. Còn trên mặt trăng, khi bay cao trong chân không, tàu vũ trụ sẽ cần nghiêng ít nhất 30 đến 40 độ để di chuyển tới phía trước. Ngay sau khi tàu đến được vị trí đẹp để hạ cánh, thì nó sẽ lại dựng đứng và từ từ hạ cánh lên bề mặt. Khi đến gần hơn, bạn có thể nhìn thấy bề mặt mặt trăng chỉ cách đó vài mét. Quá trình này khá phức tạp nhưng đã thành công. Đội ngũ tại trái đất đang vui sướng khôn xiết. Cả nhóm đều rất phấn khích vì những gì họ vừa đạt được. Bạn mặc bộ đồ vũ trụ và đeo thiết bị rồi leo xuống thang. Bạn để lại dấu chân đầu tiên của mình trên mặt trăng và phóng mắt nhìn ra xa. Trái đất chỉ còn là một chấm nhỏ màu xanh. Bạn có thể nhảy bật lên trong điều kiện gần như phi trọng lực này. Đi bộ trên mặt trăng là như thế đấy. Sau khi dạo chơi rất lâu trên mặt trăng thì đã đến lúc quay về.
Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, cũng chỉ ở trên thiên thể này khoảng 2 tiếng rưỡi. Nhưng thôi rồi, bạn để quên chìa khóa bên trong tàu và giờ không thể vào đó được. Tôi đùa thôi. Cơ mà tình huống ấy nghe cũng thú vị phết nhỉ. Bạn về tàu và phóng nó trở lại quỹ đạo để đoàn tụ với con tàu đang nằm trên không trung. Và khi hai tàu lại kết nối, bạn rời khỏi quỹ đạo của mặt trăng và quay trở lại trái đất. Qua việc đưa con người lên mặt trăng đều đặn như thế, thì bước tiến lớn tiếp theo mà chúng ta có thể đạt được chính là hạ cánh trên sao Hỏa. Cỗ xe thám hiểm nổi tiếng Curiosity đã đi vòng quanh bề mặt sao Hỏa và thu thập thông tin cần thiết để con người hạ cánh xuống đấy. Và NASA đang đặt mục tiêu rằng sau năm 2030, họ sẽ đưa được những cá nhân đầu tiên lên sao Hỏa. Cuộc du hành ấy sẽ gian nan hơn hành trình tới mặt trăng hàng trăm lần. Nhưng khi kế hoạch đó thành công, thì nhiều câu hỏi khoa học sẽ được giải đáp. Con người có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đó và thậm chí là lập tiền đồn cũng như định cư. Cơ hội lẫn thách thức đều nhiều vô kể. Hành trình từ trái đất đến mặt trăng dài khoảng 400.000 km, trong khi sao Hỏa cách hành tinh của chúng ta xấp xỉ 56 triệu km. Chúng ta có thể xây dựng một tiền đồn dành cho con người tại sao Hỏa, cũng như lập lên một cộng đồng các nhà khoa học và kỹ sư để tận dụng tối đa các điều kiện nơi đây. Nếu có thể canh tác và làm nông nghiệp, thì cộng đồng trên sao Hỏa sẽ sống hoàn toàn dựa trên việc tự cung tự cấp. Và các nhà khoa học sẽ có thể hiểu đúng về hành tinh này sau khi con người đã cư trú tại đây đủ lâu. Nhưng để biết rõ cơ thể con người phản ứng với môi trường tại vùng không gian xa xôi như thế nào, thì chúng ta phải luyện tập rất nhiều trước khi bắt đầu du hành sao Hỏa. Trải nghiệm định cư giữa một vùng đồng không mộng quạnh gần giống sao Hỏa nhất là trạm Amundsen-Scott ở Nam Cực. Nó được thiết kế để chống chọi mọi điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Sống tại vùng cực có thể sẽ rất khó khăn nếu bạn chưa có kế hoạch phù hợp. Dẫu hành trình này không xa như đi tới sao Hỏa hay mặt trăng, nhưng Nam Cực cũng giống như một hành tinh mới lạ vậy. Bản thân trạm được trang bị nhằm mang đến các điều kiện phù hợp để mọi người sinh hoạt thoải mái. Bên cạnh hệ thống sưởi mạnh mẽ, trạm còn có phòng giải trí để chơi thể thao và thưởng thức âm nhạc, một thư viện, một phòng khách và cả một nhà kính để trồng tất cả các loại rau và trái cây cần thiết. Trên thực tế, nhà kính là cách duy nhất để bạn có được cảm giác như đang ở trong rừng nhiệt đới. Trước khi có thể xin việc, bạn phải được khám sàng lọc xem có chịu được tình trạng cô lập trong nhiều tháng không. Bạn sẽ không sống một mình hoàn toàn, nhưng vẫn cách rất xa nhân loại. Nam Cực chỉ có các nhà khoa học và kỹ sư mà thôi. Và bạn cũng cần được khám nhằm xác định xem bản thân có đủ sức khỏe để ở lại đó hay không. Trạm được xây dựng sao cho các nhà khoa học có thể nghiên cứu vũ trụ và những thứ liên quan đến địa chất. Sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi sống tại sa mạc lớn nhất thế giới. Mỗi lần rời trạm, bạn phải mang ít nhất 3 lớp găng tay cùng áo len và áo khoác cực dày để chống chọi với cái lạnh. Người ta còn so sánh việc bước đi ở Nam Cực giống như đi bộ trên mặt trăng vậy.